là giải thưởng người đẹp của năm thì đấy chính là dành cho Mac Prime. Chào các bác, tôi là Lindsay và ngày hôm nay chúng ta có một video mới. Video ngày hôm nay thì tôi sẽ so sánh cho các bác 5 loại kem chống nắng mà khá là hot trên thị trường, có cái định hướng là dành cho da dầu mụn. Lý do vì sao mà tôi chọn 5 cái kem chống nắng này ở trong cái video dành cho da dầu mụn ngày hôm nay thì đây là 5 cái sản phẩm mà nó rất là dễ mua này, giá thành nó là từ tầm rẻ cho đến trung bình, và bản thân những sản phẩm này là định vị cho da dầu mụn hoặc là nó có khả năng làm tốt một trong 3 yếu tố sau: texture, độ an toàn hoặc là hoạt chất. Đây là 5 cái kem chống nắng mà rất là hot mà tôi cầm ở trên tay. Mình có Elta MD này, Eucerin này, La Roche-Posay Antelios, La Roche-Posay Saka, với cả là mình có Rick Prem nữa. Cái khía cạnh đầu tiên quan trọng nhất đấy là liên quan đến hoạt chất, thì các bác hãy nhìn ở trên màn hình, tôi sẽ có một cái bảng xếp hạng mà tôi đã đề cập. Trong đấy thì tôi muốn nói thêm về một số cái vấn đề như sau. Đấy là trong 5 sản phẩm này thì sẽ chia ra làm 3 loại. Đấy là kem chống nắng vật lý, bao gồm có Elta MD và Mac Prime. Mình có kem chống nắng hóa học, đấy là Eucerin với cả La Roche-Posay Saka. Và mình có loại Antelios, đấy là kem chống nắng light. Với những các bạn mà da nhạy cảm hơn thì tôi nghĩ là các bác nên sử dụng kem chống nắng vật lý. Trong đó thì cái hoạt chất zinc oxide ở trong kem chống nắng vật lý thì sẽ giúp cho da mình là bớt nhạy cảm hơn này. Nó cũng rất là bền vững, chống nắng cũng khá là ổn. Ngoài ra thì cũng có khả năng là chống được một vài tia nhìn thấy, ví dụ như là blue light chẳng hạn. Đấy là lý do vì sao mà trên sản phẩm Mac Prime này nó sẽ có một cái chữ tên là blue ray sunscreen, bởi vì bản thân cái hoạt chất là zinc oxide thì có khả năng là chống được tia nhìn thấy, đấy là ánh sáng xanh. Cái khía cạnh thứ hai để mà so sánh thì đấy là về cái độ thấm. Thì đối với cả da dầu hay là da siêu dầu ấy thì cái việc thấm nhanh hay thấm chậm nó rất là quan trọng. Đặc biệt khi mà các bác ở trong cái thời tiết rất là nóng hoặc là mình sử dụng để reapply kem chống nắng chẳng hạn, thì đây cũng sẽ là một trong những cái điểm vô cùng quan trọng để mọi người quyết định là sẽ mua loại kem chống nắng nào. Thì với những kem chống nắng mà có cồn ấy thì nó sẽ có khả năng thấm nhanh hơn rất là nhiều so với những kem chống nắng còn lại. Đấy là lý do vì sao mà những kem chống nắng của Nhật ý, ở Việt Nam rất là yêu thích, bởi vì là nó thấm rất là nhanh. Vì vậy ở đây mà kem chống nắng có cồn có thể kể đến đấy là Eucerin và Saka, thì thấm rất là nhanh, không nặng mặt và cực kỳ thoải mái trên da. Kem chống nắng vật lý thì đương nhiên là nó sẽ dày và nặng mặt hơn, còn đối với kem chống nắng light thì tôi thấy là kết cấu tệ nhất. Tiếp theo là đến với khả năng chống nước thì tôi thấy là Elta MD là có khả năng chống nước tốt nhất. Cái này là có khả năng chống nước tới 40 phút và thực sự là nó tốt hơn cái kia thật. Kể cả cái Antelios cũng có khả năng là chống nước khá là tương đối với cả cái số liệu 40 phút này của Elta, nhưng mà tôi vẫn thấy Elta nó xịn hơn rất là nhiều. Tuy nhiên là đây cũng chỉ là cái cảm nhận cá nhân của tôi, là kem chống nắng vật lý có khả năng là chống nước tốt hơn hóa học thôi, chứ nó không hoàn toàn nằm ở thành phần chính, mà cái việc mà chống nước ấy nó sẽ nằm nhiều hơn ở thành phần phụ, ví dụ như là những cái màng silicone chẳng hạn. Cái khía cạnh tiếp theo mà tôi muốn đề cập đấy là finish, cũng như là cái khả năng khi mà kết hợp với makeup. Thì finish với các kem chống nắng hóa học ấy thì thường nó sẽ bóng hơn so với kem chống nắng vật lý. Nhưng mà kem chống nắng vật lý thì cái finish lên khá là dày, và khi mà make up vào thì các bác sẽ có cảm giác nó sẽ bị vón. Ở trong 5 cái sản phẩm này thì cái mà tôi cảm thấy là đánh nền lên nó được nhất đấy là cái Eucerin. Bởi vì cái khả năng nó có thể thấm nhanh này, chất nó cũng khá là vừa phải, và nó khi mà mình lên da thì không quá bóng. Còn thực sự là Saka với cả Antelios thì nó rất là bóng. Đối với việc dị ứng thì tôi cũng sẽ ghi ở cái bảng ở trên cái màn hình này. Tuy nhiên là tôi sẽ nói qua thêm một chút vì lý do vì sao mà tôi lại trừ điểm như thế. Đầu tiên đấy là cái sản phẩm mà tôi nghĩ là nó an toàn nhất ý. Đấy là cái sản phẩm của Elta MD này. Cái này hoàn toàn không có chất gây dị ứng và nó cực kỳ thân thiện, an toàn với cả da. Tiếp theo thì là mình có hai sản phẩm này là Saka với cả Eucerin. Thì nếu bạn nào mà có bị dị ứng cồn ý thì mọi người cũng sẽ không dùng được hai em này, mà thực sự hai cái này nó rất là tốt cho da dầu đấy. Kem chống nắng hóa học thì luôn luôn có một cái lời đồn đấy là cái hoạt chất của nó có thể gây ra dị ứng, kích ứng các thứ. Tuy nhiên là tôi thấy là cái khả năng này nó cũng thấp ý. Nếu mà có thì hai sản phẩm này sẽ có khả năng bị dị ứng nhiều hơn. Đấy là bởi vì nó có octocrylene với cả là hormone salate nữa. Trong số cả 5 sản phẩm này thì thực ra cái mà tôi không thích nhất về cái hoạt chất đấy là cái này của Mac Prime, thì nó sẽ có hương liệu một xíu. Tuy nhiên là phần trăm nó cũng rất là thấp, nhưng mà đây cũng là một điểm trừ cho những bạn mà da nhạy cảm. Đối với texture của 5 sản phẩm này thì tôi sẽ đi từ mỏng đến dày nhá. Cái mỏng nhất nó sẽ là cái Saka Food này, nó là một dạng sữa rất là lỏng. Tiếp theo thì mình sẽ đến với cả cái Eucerin này. Eucerin thì nó cũng là một dạng sữa, nhưng mà nó sẽ có vẻ dày hơn một chút, nhưng mà tán ra rất là dễ và nó thấm rất là nhanh. Tiếp theo một cái dày hơn nữa thì tôi có cái Mac Prime này, nó là dạng như kiểu là light moisturizer, một cái dạng kem nền nhưng mà nó rất là mỏng. Sau đó thì đến cái Antelios này, kem nó sẽ dày hơn một chút. Và cuối cùng kết thúc nó là cái Elta MD này, và cái chất của cái kem này ý, thì nó khá là giống một cái BB cream. Đây là mô tả về texture của từng sản phẩm thì các bác có thể xem thêm, và tôi sẽ không chấm điểm phần này nhé.
Ngoài ra thì có hai cái hạng mục khác mà tôi cũng sẽ góp chung vào cái bảng này luôn, đấy là về độ vón cũng như là khả năng nâng tông và xuống tông. Thì trong đó sản phẩm mà có cái độ vón tệ nhất và nó vón kinh khủng khiếp thì đấy là cái sản phẩm Antelios XL này của nhà La Roche-Posay. Nó vón một cách dã man luôn ý, và tôi không hiểu tại sao mà mọi người có thể bôi được nó không vón. Nhiều lúc kiểu dùng cái này xong ấy, sờ lên mặt mình thấy mặt như kiểu đang lở ghét ra ấy. Thế xong rồi kiểu như buổi tối về nhà thì mình cảm giác là da mình nó bị xuống tông và bị thâm đi rất là nhiều. Cái sản phẩm mà tôi thấy là cái finish kiểu nó ít vón nhất, với cả là lúc đánh lên da thì nó mướt này, sau thời gian nó cũng không bị xuống tông mà nó cũng có khả năng nâng tông nhẹ, thì tôi thấy cái này là cái có thể làm tốt nhất. Và bây giờ sẽ là bảng xếp hạng của tôi về những cái sản phẩm này đối với cả về hoạt chất ý. Thì La Roche-Posay Shaka đã thắng. Wow. Tiếp theo về độ an toàn và lành tính cho da thì tôi xin phép được đề cử Elta MD trong cái hạng mục này. Và cuối cùng đấy là giải thưởng người đẹp của năm thì đấy chính là dành cho Fake Prem. Nói thêm một chút về vấn đề reapply thì đấy là sau 2-3 tiếng thì mình phải reapply một lần đúng không? Thì nó cũng sẽ rất là phiền phức. Thế nên là khi mà các bác sử dụng kem chống nắng mà để reapply thì tôi nghĩ là sử dụng kem chống nắng có cồn ấy thì nó sẽ thấm tốt hơn và nó có khả năng là giúp cho mình cảm thấy thoải mái hơn. Tuy nhiên là hai cái loại này thì nó lúc mà reapply xong nó cảm giác hơi nhờn ấy. Thế nên nếu mà các bác kiểu muốn một cái gì đấy nó thực sự là được dưỡng này, với cả là nó được finish đẹp hơn ấy, thì các bác nên sử dụng kem chống nắng vật lý. Tuy nhiên nó lại không nhẹ mặt nha các bác, nó lại kiểu bị hơi dày. Nói chung là cái nào có điểm tốt và điểm yếu hết, chỉ có điều là các bác chọn cái nào thôi. Đối với sản phẩm mà các bác da dầu nhá, các bác đã make up rồi chẳng hạn, các bác muốn dặm lại thì tôi khuyên là các bác nên mua sản phẩm này của Tarte. Cái này tôi cũng đang dùng và nó là một cái dạng powder, đây là một kem chống nắng vật lý. Nó hoàn toàn có thể phủ thêm ở trên cái nền của mình ấy, thì nó cũng rất là đẹp và nó cũng sẽ không phải kiểu dạng như là mất công làm đi làm lại nhiều lần. Thì đợt này ở bên Mỹ cũng đang rất là nổi cái kiểu kem chống nắng thắt chóp kiểu này. Thế nên là nếu mà các bác thích thì có thể mua thử nhé. Và bây giờ sẽ đến phần quảng cáo. Các bác đừng quên là mình có thể hoàn toàn mua những sản phẩm kem chống nắng này ở trên Lazada với giá vô cùng phải chăng. Từ ngày 30 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8 thì ở trên Lazada sẽ có ngày hội lương dã về Payday. Có rất là nhiều voucher free ship giảm 40.000 khi mà mua từ 300.000 và giảm 20.000 khi mà mua từ 99.000 ấy. Khi mà các bác ấn vào link và mua những sản phẩm này thì tôi cũng sẽ có được một chút hoa hồng nho nhỏ. Và điều này có thể giúp cho kênh của tôi phát triển một cách tốt hơn. Vừa rồi là hết cái video kem chống nắng dành cho da dầu mụn rồi. Hy vọng các bác thích cái video này và đừng quên là bấm like và subscribe channel của tôi. Và theo dõi tôi ở trên Instagram, TikTok và cả Facebook, đều là Swatches by Lin luôn. Chúc các bác có một ngày vui vẻ. Bye bye!